Xin chào các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tham dự giải đấu International Cup, một giải đấu trong game Dream League Soccer 2023. Nó được đánh giá tương tự giống như giải thi đấu World Cup. Và để tham gia được cái giải đấu International Cup thì mình cần có hai điều kiện phải đạt được. Thứ nhất, đó là các bạn phải vô địch giải đấu Legendary Division. Và thứ hai là mình phải có điều kiện sân bãi đáp ứng được yêu cầu của giải đấu International Cup. Đây, bây giờ là mình vừa thi đấu vòng thứ 15 của giải Legendary Division. Và mình ở thứ hạng là một hàng đầu nha các bạn. Đây, bây giờ mình sẽ bấm tiếp tục cho các bạn xem. Đó, mình đã là cúp vô địch rồi. Và bây giờ mình sẽ được, nó báo là mình là "You have no qualified for the International Cup", tức là mình đã đủ tiêu chuẩn để có thể tham gia giải International Cup các bạn. Trước khi mình bắt đầu giải đấu International Cup thì mình sẽ có một trận đấu với tổng hợp những ngôi sao các bạn của giải đấu ngày năm của giải đấu Legendary Division, giải đấu International Cup. Ở đây sẽ nó sẽ được chia ra làm 8 bảng các bạn. Đây các bạn có thể thấy mỗi bảng sẽ có 4 đội, tương tự như giải đấu World Cup luôn các bạn. Này, ok, ngày hôm nay thì đội của mình sẽ nằm ở bảng 1 cùng với Costa Rica, Đan Mạch và Montenegro các bạn.